Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay FIFA bài ra sự kiện mới vậy nè, đó là sự kiện Pre-Stop Down, đó là sự kiện mùa xuân anh em. Nó ra hơi trễ nè, mùa xuân nó có bài rồi, bây giờ mới ra. Thì ok, giống như nó ra một phần sự kiện cho nó có hay sao nè, châm trước rồi đó. Sự kiện này diễn ra trong vòng 14 ngày nha anh em. Thì đây anh em, đây mình vô cái phần đầu tiên của nó ha. Nó chơi như thế nào ha. Mình thấy cũng khá đơn giản anh em. Vô chỉ cần chơi cái skill game nè, à cái pre anh em. Nó cho cái daily step plan nè, có nghĩa là pre hàng ngày nè, được một cái shadow taker và 6 cái giỏ anh em, 6 cái giỏ để anh em mở đó. Đây. Nói chung sự kiện cũng khá đơn giản anh em. Đấy, một cái shadow taker và 6 cái giỏ green basket. Đây là mình mua nha anh em, mua cái hình shadow taker bằng gen hoặc là FIFA bon để mình chơi nhanh hơn. Đó, anh em muốn chơi nhanh hơn thì anh mua ha. Còn cái này anh em mua giống như là cái Stardust Pass anh em, là anh em lấy cái phần quà ở dưới. Nói chung cũng phải mua bằng FIFA bon và gen. Thì anh em muốn lấy ra mod thì anh em phải mua ở dưới nha. Thì bây giờ mình chơi cái đầu tiên là cái skill game. Thì skill này lý ra trong vòng 14 ngày thì nó cho mình chơi 14 cái skill game mà cái trận đấu với máy anh em. Đó, cái này chung là mình đã trải nghiệm qua, mình thấy hết rồi, giờ mình chia sẻ lại cho anh em thôi. Giờ mình chơi cái skill game đầu tiên ha, để mình xem như thế nào đây. Thì cái sự kiện này nó ra giống như là một cái thêm vô trong sự kiện diễn ra, đang diễn ra là Champions League anh em, nó diễn ra quá dài anh em. Đó, mình chơi skill game xong rồi nè. Mình thấy sự kiện này không có chơi gì nhiều anh em, chỉ chơi skill game với match trận đấu và mỗi ngày chỉ có lần anh em, thấy không? Đó, cho mình vui được một cái cơ chơi thôi. Với lại 6 cái giỏ để mình mở cái quà bên kia kìa. Tí nữa mình vô mình nói cho anh em ha. Để sáng giờ anh em cũng chơi rồi. Đây anh em, xong rồi hết rồi đó. Anh em muốn chơi tiếp thì phải mua. Mua để chơi trước hoặc là phải chờ ngày mai mỗi ngày nó cho anh em một lần. 14 ngày, anh em phải cày đúng nha anh em. Cày đúng 14 ngày thì nó, cái mốc đó là 14 cái à. Đúng là 14 cái luôn, mình đếm rồi, đúng 14 cái luôn. Đó. Cái mốc mà ra mod ở dưới anh em là anh em phải nạp nấy cái Stardust Pass anh em, phải nạp nha. Còn anh em thì chơi được cái 92 thôi. Đấy, mình chơi chỉ được 92 thôi anh em ơi. Còn 92 thôi, còn 93 là ra mod rồi phải nạp. Đó, cái mốc ở dưới anh em thấy không? Em mua cái Stardust Pass bằng gen hoặc là FIFA bon. Thì anh em tới mốc cuối cùng là con ra mod. Đấy cái này anh em. Stardust Pass là 2000 FIFA bon và 5000 điểm gen. Được con ra mod cuối cùng 93. Còn anh em cày chay thì chắc lấy được con 92 pre anh em ơi, một con 92 pre nha. Đó, cái khóa cuối cùng á, 14 ngày. Ngày thứ 14 thì mình đã trận đấu với Barcelona. Để mở cái khóa ra. Thì sự kiện này cũng khá đơn giản anh em, không có gì là khó đó. Hằng ngày cho anh em mấy cái pre để anh em chơi rồi xong hết anh em. Nói chung cũng khá đơn giản. Quan trọng là anh em nhận pre con gì thôi. Nói chung là qua bên phần mà cái trứng anh em, S-Hot á thì nó mới nhiều thôi. Cái phần này thì ở dưới là phải nạp vô bằng gen hoặc FIFA bon thì mới lấy được con remote. Còn phần trên là cho anh em pre, cho anh em cái chay nha. Đây là con 92. Đây cái phần là nhân phẩm nha anh em. Nói chung phần nhân phẩm này trên lúc mình chơi anh em thì mình mở nó hên được con cầu thủ nè. Đấy. Nói chung cầu thủ, cái quà này á mỗi ngày nó sẽ đổi nha. Sẽ thay đổi, có khi có cầu thủ, có khi không có. Đó để mình sẽ làm cập nhật cho anh em cái quà đó sau nha anh em. Giờ mình nói trước cho anh em đi ha. Đấy, mình cứ mở đi, hên được cầu thủ Fernandinho nè, 93 nè. Cái ạc kia thì mình mở ra rồi anh em. À, kêu là con Fernandinho anh em, nhưng mà giá thì có trên 5 em thôi, không phải là bèo. Đó, còn ạc này không biết sao, ạc này thì mình làm list cho anh em, mình quay cho anh em thôi, hướng dẫn cho anh em chơi thôi. Thì thực chất cái này sự kiện cũng khá đơn giản anh em, không có gì là khó hết. Nó cho free anh em mỗi ngày mấy cái để anh em quay nè, đó, 6 cái nè, để anh em quay nè. Bây giờ mình quay 3 cái được cái coi, 200 coi rồi nè, đấy. Còn cầu thủ chưa có, không phải dễ anh đâu anh em. Coi với trứng anh em, trứng nó trứng bẻ anh em, thì anh em 4 lần mình sẽ đổi được một cái Prince Showdown để anh em mở tiếp. Đây mình tiếp tục mình mở cho anh em, coi có hình không. Đây mình đánh giá cái sự kiện này ra thì giống như là cho có vậy anh em, thật sự luôn nha anh em, cho có thôi. Chứ cầu thủ thì cũng khá ít, không có nhiều. Với lại chơi song song với sự kiện Champions League anh em, sự kiện Champions League đó thì nó quá dài đi. Đó, nên là nó cứ kiếm thêm vô. Giống như sự kiện tốt trên phơ vừa rồi đó nè. Nãy giờ mình mở thì chỉ được cái coi thôi, chứ chưa được cái gì cầu thủ hết. Xong rồi anh em hết rồi. Coi như là sự kiện này nếu mà mua thêm thì mở thêm thì mua thêm nha anh em, bằng gen hoặc cái Facebook luôn.
mình thấy quá đơn giản luôn, sự kiện này quá đơn giản luôn. Quan trọng là anh em nhận được cầu thủ green nào thôi. Đây này anh em, bốn chiếc trứng bể thì sẽ mở được một cái print beverage basket này. Còn cái quà nha anh em, quà anh em mở càng nhiều thì sẽ đi tới càng nhiều, sẽ có cầu thủ Defoe nè, con Henry nè, con Nakata. Thì theo mình á, dự đoán thì chắc anh em nhận được free con Defoe nè đó. Còn con Henry á thì còn chờ sự may mắn hoặc là nhiều nữa nha, sự may mắn nhân phẩm nữa. Anh em mở càng nhiều thì nó đương nhiên sức quà nó càng cao rồi đó. Thì theo mình dự đoán thôi là sẽ được con Defoe free. Con Henry thì phải chờ, con Nakata thì sẽ không đâu anh em, Nakata thì phải nạp thôi đó. Con Henry có khả năng là anh em cũng có được, nhưng mà anh em đã cố gắng thôi, hên xui thôi anh em. Nó nhân phẩm tốt, mở nhiều, mở càng nhiều cái này thì sẽ ra điểm càng nhiều thì anh em sẽ lấy quà nhiều thôi. Sự kiện này cũng khá đơn giản anh em, xong rồi anh em, nó như là xong hết rồi đó, chả có gì hết, chỉ mở với lại chơi cái siêu game này xong rồi là kết thúc sự kiện nào cho một ngày rồi. Thì theo mình đánh giá sự kiện này anh em chỉ được chơi một con 92 anh em, với con 92 thôi. Con 93 thì anh em chỉ chờ nhân phẩm thôi, đó nhân phẩm quay bên kia thôi, chứ con ra mod là phải nạp bằng gen hoặc fireball thì cố sự kiện này mới lấy được đó, hoặc là anh em nạp trước lấy trước đó, tùy anh em nha. Nếu anh em nó muốn lấy trước phải nạp thôi đó, đương nhiên rồi. Còn phần này thì mỗi ngày nó sẽ thay đổi cái quà cho mình, hôm nay có cầu thủ có thể ngày mai không có anh em, cái gì mình sẽ cập nhật cái quà này cho anh em sau nha. Bây giờ mình sẽ lên to mình xem coi cái sự kiện này có gì để mua hoặc là nạp thêm để quay cầu thủ không. Chắc mình nghĩ có này, mình nghĩ có đó. Mình vô cái event offer nè, vô cái phần pre sold out đấy, à đúng rồi anh em, có nè, có cầu thủ rồi anh em ơi. Vô cái đầu tiên nha, cái đầu tiên thì mình mua, à cái này là cái startup pass anh em, giống như bên kia thôi, startup pass rồi mình mua thôi. Rồi tiếp theo là cầu thủ nè, đấy trong đây có mấy con 93 nè anh em, con là Savic nè, con Zaha và con Wilson, ba con 93 nè trong đây. Hèn chi nó cho đây quay anh em ơi, quay nạp anh em ơi, quay bằng gen hoặc cái bon rồi. Đây có vẻ như nó tính toán kỹ nè, phải hút máu rất là nhiều mới có cầu thủ ngon anh em ơi, chứ mình chơi chay không thì được con 92 pre thôi. Nói chung là anh em thầy chơi thì ráng thôi, chứ chờ nhân phẩm thôi, qua nhân phẩm thôi, chứ mấy con ngon thì khó lấy quá. Thì mấy phần này thì là mua mấy cái giỏ này, chúng hình chút cầu thủ thôi, chúng khá đơn giản thôi, mình mở mua gen hoặc carbon. Đây cũng vậy thôi, thì mình cho anh em qua sơ qua ha, trên store nó có những gì thôi. Sự kiện này thì không có chơi nhiều anh em, vô chơi skill game và quay vài cái nhân phẩm là hết rồi, là xong cái sự kiện rồi, chờ ngày mai ra quà mới thôi đó. Đây trên chợ thì cũng mua mấy cái giỏ này để mình quay nè đó, cũng bình thường đơn giản thôi. Thật sự sự kiện này cũng hơi chén anh em, mình cảm giác như hơi chén, nhưng mà anh em hơi ráng cày đi anh em, kệ cày đi, cuối sự kiện lấy con 92 đó. May mắn thì được quay nhân phẩm kiếm vài cầu thủ đó anh em, kiếm con Hungry cũng được anh em. Còn đây là top quýt cho anh em, hôm nay top quýt nó cũng ra rồi anh em ơi, top quýt có Ronaldo và Haaland cho anh em, ghê chưa, ngon chưa, biết Ronaldo top quýt này có ngon không, Haaland nữa. Thì mình chưa có để mình quay, thì mình sẽ viết tích để mình quay sau cho anh em ha. Thì anh em xong clip này rồi, cái clip này đơn giản thôi anh em, không có gì khó anh em, chơi game này rất đơn giản thôi. Anh em thấy clip này hay thì nhớ like cho mình nha anh em, anh em chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.